Thuyền đụng cá voi lực làm chết một du khách Canada, tin từ Los Cabos, Mexico. Vào ngày hôm qua, giới chức thẩm quyền cho hay là một chiếc thuyền dạo biển ở ngoài khơi Thái Bình Dương của Mexico đã chạm phải một con cá voi xám. Vụ va chạm làm cho một nữ du khách Canada bị thiệt mạng và hai người khác bị thương. Nạn nhân là một người phụ nữ khoảng 35 tuổi đã tham gia chuyến lặn biển tại khu nghỉ mát Cabo San Lucas. Văn phòng Bộ Tư pháp Liên bang Mexico đặc trách về bảo vệ môi sinh nói rằng hai du khách khác bị thương khá nặng trong tai nạn. Nguồn tin này cho biết là vụ va chạm xảy ra vào khoảng 11 giờ trưa theo giờ địa phương tại địa điểm ở gần bờ biển, lúc con thuyền đang trên đường trở về bờ sau cuộc lặn biển với 9 du khách ngồi bên trên. Thuyền trưởng nói rằng ông đã cố gắng lái con thuyền sang hướng khác để tránh những cú nhảy của cá voi nhưng bất thành. Cá voi chạm vào mạn thuyền, hất mọi người văng xuống biển. Một phụ nữ đã được người hướng dẫn và một thành viên của thủy thủ đoàn vớt lên thuyền, được một nhân viên y tá cấp cứu. Nạn nhân sau đó được đưa vào bờ và chở thẳng đến bệnh viện cứu cấp, nhưng không qua khỏi. Các nhân viên môi sinh của Mexico cho biết là đàn cá voi xám Thái Bình Dương thường đến vùng biển của Mexico để kiếm ăn. Dân số đàn cá này đã tăng đến 8% so với năm ngoái, đặc biệt trong mùa giao phối năm nay. Cá voi xám dài khoảng 46 feet và có thể cân nặng đến 40 tấn.